Hello, xin chào anh chị, quý vị các bạn đã quay trở lại với video của Mạnh Ô Tô. Và em là Tùng Xe Hộp. Và hôm qua thì có một bác ấy bảo là quay video chi tiết con xe này để gửi lên cho bác ý, để bác ấy xem và bác ấy nghiên cứu và chốt. Thì hôm nay em quay chi tiết con xe này cũng như là báo những phần nào đã làm, đã sửa chữa, cũng như phần nào nó còn nguyên để cho các bác tham khảo luôn. Đây, tổng thành phía bên ngoài xe này. Đây là con xe màu đỏ sản xuất vào năm 2021 các bác nhé. Này, tất nhiên là màu ở trên cái video này thì có lẽ nó nhạt hơn so với màu ở ngoài, nó không phải màu như này, màu ở ngoài nó sẽ màu đỏ thẫm nhá. Đấy, nhưng quay lên video thì có lẽ là nó màu hơi sáng. Ở ngoài nó màu đỏ thẫm các bạn. Thì form của 2021 thì đã lên form như thế này rồi. Đây, tổng thành phía bên ngoài thì sơn zin của nó cũng còn khá khoảng tầm 70%. 70-75%, còn lại thì cũng có xuất sát rồi các bạn. Ở 2021 đến giờ thì nó cũng xuất sát, đó là bản E 3 bóng khí nhá. Con này bản E 3 bóng khí. Đấy, thì báo luôn cho các bác thế là sơn thì nó còn khoảng tầm đấy 70-75%, còn đằng trước đằng sau. Đấy, và một số chỗ thì có lẽ đi trượt trạt thì cũng có sơn tỉa rồi. Đặc biệt là phần mõm phía trước thì nó không thể tránh được. Phần như thế thì rất hay bị quẹt. Đây còn lốp thì sao? Lốp thì con xe này đem xe nào? Lốp thì cũng còn khá mới, với 4 quả còn khá là mới. Tuy nhiên thì có lẽ là lốp này cũng là lốp thay rồi. Không nhìn thấy đết lốp ở đây. Không có. Đằng trước xem nào. Đằng trước. Đây không phải. Đây. Nhưng mà ở đây không phải, đây không phải đết. Thì con này không có thì có lẽ là đây là lốp thay rồi. Đấy, lốp thay rồi nha các bác nhá. Lốp Bridgestone này, lốp này lốp thay rồi. Đấy, nhưng mà lốp còn khá là dày và khá là mới, con này cũng mới thay lốp thì phải. Đấy thì báo luôn cho các bác nó là như thế. Ở đây tổng thành phía bên trong xe. Con này thì nó là bản 3 bóng khí, thế nên là nội thất nó màu đen. Xe thì là xe tư nhân thôi, đảm bảo cho các bác về phần taxi dịch vụ là hoàn toàn không có. Đây, màn hình này là màn hình theo xe từ đầu, điều hóa mát. Trần vẫn là trần trần nỉ bọc túi bóng này. Đây, vô lăng cửa số này. Một con xe lướt. Đấy. Máy thì vẫn nguyên zin. Zin là từ mặt dàn cò đổ xuống luôn. Đây, xem luôn ghế đằng sau. Nó thất nó màu đen nên là quay nó nhìn nó hơi khó một tí. Đèn đóm Toyota vẫn nguyên các bác nhé. Này, bên trong đèn nó có biểu tượng Toyota này, các bác nhìn thấy không? Đấy, bên này em thấy đây đèn zin. Đấy, Toyota. Cái đèn zin nó có, với cái đời này nó có cái biểu tượng nó dập ở phía bên trong ấy. Đây máy đây. Con này thì máy cũng chắc chắn là zin rồi, với đời 2021. Chắc chắn là zin rồi. Còn nói chung là em bảo rồi, con này thì nó chỉ có không đâm đụng nặng này, không ngập nước này, không có khoan đục taxi này. Đấy, chứ còn ví dụ như trượt trạc hay là có thể là quẹt vào đâu đó một ít thì hoàn toàn là cũng có rồi, với đời 2021 này. Thì báo thẳng luôn cho các bác biết nó là như thế, để các bác nếu mà các bác nào có nhu cầu chúng ta lựa chọn cho nó dễ và cho nó thoải mái được cả hai bên. Đấy, và bác hôm qua bác có yêu cầu là quay video chi tiết cũng như báo chi tiết những phần nào làm rồi, phần nào còn, phần nào đã sửa chữa thì báo luôn để các bác biết, để bác cân đối. Con này thì đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2025 nha, đăng kiểm rất là dài. Đây, đi quay luôn qua phần cốp phía đằng sau để cho bác cái nhìn. Đấy, thì bác nào mà có nhu cầu thì cũng có thể là liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình để bên em có thể tư vấn cho các bác. Keo chỉ nguyên luôn các bác. Sau. Đấy, keo chỉ với đinh bấm này, các bác nhìn này. Lỗ đinh của nó vẫn còn nguyên. Đây, lốp dự phòng.
Con này thì đang bán với mức giá nó là 370 triệu các bác nhá, 370. Thì bác nào có nhu cầu thì gọi alo cho em. Cảm ơn bác đã theo dõi video và chúng ta sẽ gặp lại nhau video clip tiếp theo. Xin chào và gặp lại.